Hello xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với bản tin nhanh của công ty HCE và mình là Thắng. Hôm nay thì mình muốn mang đến cho anh em một cái bộ sản phẩm, và cái bộ sản phẩm này nó có tên là bộ đầu tiếp đen 1/2 inch 16 chi tiết. Nó đến từ thương hiệu Vata, và dành cho anh em nào chưa biết thì Vata là một cái thương hiệu đến từ Đài Loan, được công ty HCE nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Ok, để tránh làm mất thời gian của anh em thì mình sẽ mở cái hộp này nha. Và trước khi mình đi mở hộp này thì mình cũng nói sơ qua bên ngoài cái hộp này. Khi mà chúng ta sở hữu sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc hộp bằng kim loại được sơn tĩnh điện màu đỏ ở đây, rất là dày dặn chắc chắn. Đây, mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Đây, dưới đây là cái nhân vật chính của chúng ta. À, đây là cái bộ đầu tiếp dài nha anh em. Có cái size từ 10 cho đến 26mm. Vậy thì mình sẽ mời các anh em đi xem chi tiết, xem cận cảnh của những chiếc đầu tiếp này nha. Vừa rồi thì mình đã cùng anh em đi xem cận cảnh qua từng cái chi tiết ở bộ sản phẩm này, và sau đây mình sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút về cái bộ sản phẩm này nha. Thì bộ sản phẩm này của chúng ta đó chính là những cái đầu tiếp đen dài, có cái đầu nối là 1/2 inch. Và những cái khẩu tiếp này, công dụng chính của nó sẽ giúp chúng ta bắn những cái con bù lông nó nằm ở dưới những cái bề mặt, và những cái con bù lông mà nó vặn mà nó vẫn dư cái đồ cái đoạn cốt á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Và những cái đầu tiếp này thì sẽ sử dụng cho súng hơi, hoặc là anh em sử dụng cần nối để anh em tăng lực thì anh em nên sử dụng những cái tiếp đen này. Còn những cái tiếp trắng á, thì chúng ta khi mà sử dụng cái cần nối chúng ta tăng lực lên á, thì cái tiếp trắng nó sẽ không chịu nổi cái lực mà chúng ta tác động lên cái con bù lông, như vậy là dễ dẫn đến là cái tiếp của chúng ta sẽ bị hư hoặc là bể. Thì tại sao mà những cái khẩu tiếp này mà nó có thể chịu được những cái lực lớn như vậy, thì nó cũng nằm ở cái cấu tạo cũng như là cái chất liệu để làm ra cái khẩu tiếp này. Thì mình cũng sẽ giới thiệu đến anh em luôn, đó chính là bộ sản phẩm này. Thì chất liệu cấu tạo lên những cái đầu tiếp đó chính là chất liệu chrome molybden. Đây là những cái tên gọi mà Việt Nam chúng ta sử dụng. Tên của nó thì mình cũng đã hiển thị trên màn hình, và viết tắt là CRMO. Mình hay đọc là CRMO anh em. Cái chất liệu này á, thì nó sẽ giúp cho cái bộ sản phẩm nó sẽ thứ nhất là sẽ tăng được cái độ cứng hơn của cái khẩu tiếp này, và nó sẽ tăng được cái độ dẻo dai hơn. Bên cạnh đó nó cũng chống mài mòn và chống oxy hóa nữa. Như vậy thì nó sẽ tăng được cái lực chịu, và nó chống cho cái lực nó chịu được cái lực sốc nhất định. Em tưởng khi mà anh em sử dụng súng hơi á, nó sẽ cái lực ban đầu nó sẽ cái lực lớn nhất, cái lực sốc á, nó đánh mở cái con bù lông ra, thì cái sản phẩm này nó sẽ thiết kế để nó chịu được cái lực sốc đó. Vừa rồi thì mình đã cùng anh em đi trải nghiệm nhanh qua cái bộ đầu tiếp chuyên dành cho súng hơi, có cái đầu 1/2 inch. Và ý kiến của anh em, cảm nhận của anh em về cái bộ sản phẩm này như thế nào, thì xin mời các anh em để lại cái ý kiến riêng của mình ở bên dưới cái phần bình luận nha, để cho chúng ta cùng thảo luận. Và nếu mà anh em nào mà muốn mua cái bộ sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ đến số hotline của công ty HCE, hoặc là anh em cũng có thể đến tại công ty HCE tại số 4 đường 20 phường An Phú quận 2 để chúng ta trực tiếp trải nghiệm cái sản phẩm. Và cuối cùng thì mình cũng xin chúc các anh em có một cái tuần làm việc thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các clip lần sau.